Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh channel của Bùi. Anh em ơi, dạo gần đây đã có một con nhân vật rất là hot hit, đó chính là con Cát Lạp. Và tất nhiên rồi, hot hit thì tôi sẽ lên đường và đi khám phá cái con này thôi. Rồi, và ngày hôm nay tôi sẽ đi khám phá nhà của Cát Lạp, xem bên trong nhà Cát Lạp sẽ có cái gì nhá. Và anh em nào tò mò giống tôi thì hãy tiếp tục có video này nhá. Và trước khi đi, hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo nữa nha. Còn bây giờ, lên đường thôi. Ngoài trời mưa đổ bao nhiêu hạt mưa. Vâng anh em ơi, tôi đã có mặt tại nhà của Cát Lạp rồi đây. Anh em thấy ngôi nhà Cát Lạp có đẹp không? Ui, vừa mới chợt nhận ra ở phía xa xa kia có một con quái vật, đó chính là con Bobby anh em ạ. Ui, con này nó đứng ngó nhìn tôi luôn này. Ui, sợ quá. Ghê sợ đấy nhở. Liệu rằng bây giờ tôi vào đây nó có ăn thịt tôi còn không? Nhưng mà không sợ anh em ơi. Nó đứng nhìn kia là tôi chạy ra, không chạy ra được luôn mà. Hả? Tôi định chạy ra hù nó cái. Ui, hello. Giật hết cả mình. Ở góc này cũng có một bạn. Bạn này là Kicken anh em ạ. Bạn này là Kicken Chicken. À, một con gà thôi được rồi. Đi vào nhà Cát Lạp để khám phá nhà Cát Lạp thôi. Trong mấy bọn này đón chờ tôi thôi. Ơ, cái gì đây? Rồi, tôi hiểu luôn rồi. Cát Lạp là sợ. Cát Lạp sợ có kẻ trộm này là răng cả bẫy ra, răng cả tia laser ra. Ai mà dám vào là sẽ bị ngất ngây con gà tây luôn. Ok. Vào luôn nhà Cát Lạp anh em ạ. Ui, nhà Cát Lạp là chui theo cái gì, đường gì đây? Đây là đường đường cầu trượt anh em ạ. Rồi, chúng ta chui ra được từ cái cầu trượt. Và ui giời ơi, ai vẽ lên tường cái con Cát Lạp xấu như này hả anh em? Ai vẽ lên tường cái con Cát Lạp xấu như này? Được rồi. Đi vào sâu bên trong xem. Ô, sao lại ai đào thùng rác ra thế này? Đào chôn rác hả anh em? Trời ơi, sao không vứt ra thùng rác mà lại đi chôn rác vậy? Ảo thật đấy. Ôi giời ơi. Đây này, con Bobby đây này anh em. Ôi rồi, khó hiểu nhỉ. Con Bobby ở đây thì mình vừa chui từ đâu ra? Mình có thể kích hoạt được nó không? Wow, tay nó còn cao. Wow, mình biết tác phẩm nghệ thuật của ai đây rồi. Đây chính là tác phẩm của nghệ thuật của con Bobby anh em ạ. Cực kỳ xấu, xấu như con châu chấu vậy. Đúng là xấu như con gấu. Rồi, chui lại vào nhà của Cát Lạp vậy. Đây, hóa ra nó có một cái đường ngách bé tôn hon như này. Trời ạ, bây giờ tôi mới biết chúng ta đang ở cái phòng ngủ của Cát Lạp. Ui, vai trưởng. Nhà Cát Lạp nguy hiểm vai anh em ơi. U ở đây. Vừa mới vào xong. Tôi biết tại sao tôi hẹo rồi. Cài mìn anh em ạ. Đây này, ở trên sàn nhà có rất là nhiều mìn. Ôi trời ơi. Trời ơi, cái gì mà kỹ vậy, kỹ càng vậy anh em. Ở đây có cái cánh cửa của Cát Lạp đúng không? Tôi lên đi đường này hả? À đây, tôi thấy Cát Lạp rồi đây. Hello. Hello Cát Lạp. Eo, nó đang phả một khí độc nào đó. Wow. Tôi không đứng dính vào cái khí độc của con Cát Lạp là mình không phải đi được anh em ạ. Ôi trời ơi, mấy bạn kia cũng bị dính vào bom rồi. Rồi thôi, tôi biết đường đi ở đây rồi. Đi đường này đúng không? Ủa gì vậy? Nhầm đường rồi. Đường này mới đúng này. Rồi xong luôn. Chúng ta đi qua một cái hầm. Mày qua lại tôi rơi vào cái gối. Thành ra không bị rụng. Mà mình rụng xuống đây là rụng xuống 77-49 tầng địa ngục hả? What? Rồi coi, đi qua đây. Lại đến điểm đến tiếp theo. Cái gì bắn ra vậy? Ui, tay chân bạn làm vừa bắn ra anh em ạ. Chúng ta có... Ui, mắt của ai đây? Hello, where are you? Không có ai anh em ạ. Chúng ta có thể mở cửa được không? Rồi xong, có hai cánh cửa lận. Mình sẽ đi vào cánh cửa này. Giật hết cả mình, cái cánh cửa nó che người tôi. Và đây là phòng ngủ của rất là nhiều người bạn của Cát Lạp. Đây rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá cơ thể của Cát Lạp. Đây là cái lưỡi của bạn Cát Lạp này. Và đây rất là nhiều cái răng. Chúng ta mà đi vào răng là chúng ta hẹo luôn đó. Rồi luôn. Chúng ta đi vào cái lưỡi rồi. Dính vào răng là hẹo nha anh em nha. Trèo lên cả cột sống của Cát Lạp luôn này. Rồi. Trong người Cát Lạp. Mình nhớ là Cát Lạp. Trong người Cát Lạp gì mà là ảo ma Calada thế nhỉ? Ủa? Trèo lên cột sống cái mình ra một cái khu nào đó luôn. Đây. À, con này con gì anh em? Con voi này tên gì anh em nhỉ? Anh em là biết con voi này tên gì comment ngay phía bên dưới hộ mình nha. Anh em mà biết con voi này tên gì? Và đây là phòng của con voi. Được rồi. Chúng ta cần phải nhảy qua những cái tia laser. Ok, đơn giản thôi. Mấy cái trò obby này đối với tôi nó gọi là nhẹ nhàng. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Chắc là tôi đã vừa nói đùa thôi anh em ạ. Nó không nhẹ nhàng cho lắm. Rồi, bật lên cái bóng đen và tôi trèo ra ngoài lấy tiếp.
lên một cái ống thông gió xem nào, sau khi cái ống thông gió sẽ xuất hiện những điều gì xảy ra đây. Vừa nhảy xuống cái đã hẹo rồi, ia cười hẹo rồi vai trưởng. Rồi làm lại, liệu rằng tôi có hẹo tiếp không. Nhảy ra đây, đó, lấy là tôi rơi xuống đây là hẹo, rơi xuống đây có rất là nhiều cái trông anh em ạ. Còn rất là nhiều cái đinh bạ ở dưới này. Được rồi, đây chính là phòng của bạn Hobby anh em ạ. Bạn Hobby để là một con thỏ màu xanh, con thỏ thích ăn cỏ. Rồi, ok, mình sẽ vượt qua cái thử thách của bạn Hobby này thôi. Đơn giản, đó, chính là đi vào đây. Rồi, xong luôn, tôi đã đến cái xưởng sản xuất gì đó. Đây là sản xuất cái gì đây? Ôi, phòng của Cát Lam đây anh em ơi. Đúng không nhỉ? Đúng đây, Cát Lam không anh em? Ừ đúng rồi, cái vòng tôi nhận diện Cát Lab qua cái vòng của anh em ạ. Cái vòng trên cổ này này là cái vòng hình mặt trăng. Và tay Cát Lab đây này. Úi dồi ôi, tay gì mà xấu như con gấu thế này. Xấu thật sự. Tay có 3 ngón à. Ok, bây giờ chúng ta cần phải vượt qua cái chướng ngại vật mà Cát Lab đưa ra. Đó chính là vượt qua thử thách nhảy qua sông bằng cách lên cái tấm ván 7 sắc của vòng này. Và tôi cũng đã vượt qua rồi. Đơn giản như đan rổ. Ôi, anh em ơi, có cái biển cảnh báo nguy hiểm mà tôi lỡ đi vào mất rồi. Biết làm sao bây giờ? Biển cảnh báo nguy hiểm tôi lỡ đi vào mất rồi. Không sao, chắc không sao đâu nhỉ. Chắc không sao đâu nhỉ. Cái gì đây? Chúng ta đến với căn phòng của ai đây? Rồi luôn. Bạn Kicken anh em ơi, bạn Kicken Chicken. Rồi, bạn này cũng đưa ra cho mình cái thử thách đó, vượt qua sông. Và chúng ta cần phải nhảy qua những cái tấm cái bánh mì hả? Bánh mì 7 sắc cầu vòng luôn. Đây là cái bánh mì nha. Tôi nhìn nó tôi biết ngay đây là cái bánh mì. Và phòng bạn này trang trí đẹp không? Được, tôi rất ấn tượng cái phòng của bạn Kicken này. Đúng là con gà. Con gà trang phí phòng cũng rất là gà. Đấy, bạn Kicken này mình phát hiện ra là trên cổ bạn ấy đeo hình ngôi sao. Đấy, mũi bạn ấy nhiều mũi lợn đấy nhỉ. Không giống cái mũi gà cho lắm. Không giống cái mỏ gà cho lắm anh em ạ. Giống cái mũi lợn thì hơn. Rồi, tiếp tục. Chúng ta không biết lần này chúng ta sẽ đón chờ cái phòng của bạn nào đây. Ok, tôi sẽ cố gắng phóng vào thôi. Rồi, lại gặp người anh em này rồi. Người anh em Bobby. Và người anh em này thích, rất là thích chơi, gọi là chơi kiếm và chơi súng. Ôi trời ơi. Đấy, rất thích chơi kiếm. Trên gọi là trên đường đi của bạn này giải rất là nhiều cái bẫy chuột, bẫy voi. Không những thế có cả những cái kiếm mà bạn này đang cầm cái đâu, đây không phải cái kiếm anh em ạ. Đây là cái bút vẽ. Đồ ngu. Tôi nhầm. Đây là cái bút vẽ nhìn kia. Ừ đúng rồi, đó là cái bút vẽ. Nhầm. Bạn Bobby này rất thích vẽ, mặc dù bạn ấy vẽ cực là xấu. Rất là xấu. Rồi. Tôi nhầm anh em, nó không phải kiếm nha. Thôi rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ đến với căn phòng của bạn nào đây. Ôi giời ơi. Hình như vẫn là cái bạn Bobby này thì phải. Tại vì cái thảm hình xương chó này. Ô, cánh cửa này vừa có mấy cái vết cào. Không biết ai cào đấy ta. Tôi nghĩ là bọn Bobby cào đấy. Rồi, chúc bé ngủ ngon rồi. Tôi thấy cái căn phòng này giống cái căn phòng đi ngủ lắm anh em ạ. Rồi luôn, chúng ta cần phải vượt qua những cái thử thách đó chính là chạy siêu nhanh. Rồi, bạn đầu tiên chúng ta gặp đó chính là Cát Lab và bạn ấy phả ra những cái chất độc hôi thối từ mồm bạn ấy ra. Bạn Cát Lab này mấy năm không đánh răng nên phả ra thối lắm anh em ạ. À, con này con gì nhỉ? Con này con gì mình tự nhiên quên mất, đang mải nói chuyện về cái bạn Cát Lab. À, con Doc đây anh em ạ. Con Doc đây có cái hình gọi là hình vòng cổ mặt trời. Bạn này là khắc tinh với cả Cát Lab. Đấy, Cát Lab là mặt trăng, còn bạn đấy là mặt trời. Rồi, ở đây có hai cái ống thông gió, mình cứ leo lên thôi, không biết là đi đúng không. Ui dồi ôi, giật hết cả mình. Cái mặt bạn Doc đây này, nó làm trình hình ở đây luôn mà. Lẽ vừa gặp nó, là bức tranh thôi. Còn đây mới là nó thật này, anh em cẩn thận nhá. Tí mà nó cắn mình một phát thì giờ hơi biết bơi luôn đấy chứ. Rồi luôn, những cánh tay của bạn Doc đây. Đấy, tay nó phải chất lượng. Vai trưởng đi qua cái vết cào đấy mà mình cũng bị hẹo anh em ạ. Ồ, và bây giờ mình đã xuất hiện lại ở cái chỗ gọi là của bạn đấy này, của bạn thỏ đấy. Ủa là sao? Ủa là sao anh em? Bịp rồi, à, mình được tặng cái đèn này. Bịp rồi anh em ạ, bây giờ phải vượt qua lại đến cái chỗ bạn Doc đây. 2000 years later. Sau cái kinh nghiệm này tôi biết là nó sẽ xuất hiện những cái gì ở đây nữa rồi, nên tôi không sợ nữa đâu. Ok, chuẩn bị xuất hiện những cái chân chó. Những cái chân con chó. Rồi bây giờ tôi cần phải vượt qua nó. Những chân con chó và tôi cần phải vượt qua nó. Đơn giản chưa anh em? Đấy, lẽ tôi không nghĩ là cái vết cào này nó cũng thể làm nhiễm độc mình. Tôi đang định review là cái móng vuốt của con Doc đây là nó xịn sò hơn cái móng vuốt của con Cát Lab. Ai ngờ vừa nói xong
nó cào tôi rách người luôn. Ô, có một cái máy dập này, tôi cần phải cẩn trọng với cái máy dập đó. Ok, vượt qua đây, cái phần dock này cực kỳ dễ luôn. Tiếp tục chúng ta đến với chuyến tàu của biệt đội bảy anh em nhà Cát Láp. Nhưng mà tôi có thể đi được mà, tôi cần gì phải cho tàu đâu nhỉ. Đây này, trèo lên đây, đi theo đoàn tàu. Một đoàn tàu nhỏ tí xíu. Rồi, chúng ta sẽ được đưa đến đi đưa đến đâu đây? Từ một căn nhà. Ui phải chưa? Từ một căn nhà mà chúng ta được đi hẳn một đoàn tàu trong nhà luôn. Trời ơi, cái gì mà dữ bây? Cái gì mà dữ bây? Tôi đang đứng căn phòng này, căn phòng của bạn Cát Láp nha. Đang đứng. Ôi rồi, tàu đổ ngang xiên xéo sợ thế nhở? Tôi thử trèo lên trên này xem nào. Mình đứng trên tàu thì nó di chuyển, còn mình không đứng là nó không đi nữa luôn. Được đấy. Đây tôi thử trèo lên cao cao để xem nào. À, nó vẫn di chuyển. Trời ơi, tôi bị kẹt anh em ơi. Help me. Tôi thử lên cái khoang lái xem nào. Tôi thử lên khoang lái xem nó sẽ đưa tôi đi đâu. Chết rồi, bị rụng thẳng cánh cò bay rồi. Rồi, tôi đã có mặt tại khoang lái anh em ơi. Và lần này tôi sẽ được đưa đi đâu đây? Vai trưởng từ thăm nhà Cát Láp, khám phá nhà Cát Láp. Bây giờ tôi bị đưa đến một cái... Cái con gì đây? Con gì đang cầm cái túi bỏng? Còn hai anh em ạ. Mình đang ở đâu rồi? Ô, mình nhận được một cái cánh tay này. Con gì đang cầm túi bỏng mà bị một phát bay cổ này? Đấy là cánh tay ở trong Bobby Playtime anh em ơi. Nhân vật trong Bobby Playtime. Nó đang chạm vào cái chốt màu xanh này rồi. Và bây giờ chúng ta cần phải đi kích hoạt màu đỏ nữa hả? À, màu xanh dương hả? Thôi thử đi xem nào. Rồi. Có một điểm checkpoint này. Ok. Cần phải gạt cái điểm nào ở đây không? Không cần luôn. Chúng ta chỉ cần obby qua thôi. Rồi. Với tôi mấy cái phần obby này. À, chỗ này nó cách xa nhau này. Ôi giời ơi. Cái này nó đung đưa đúng không? Cái đung đưa đúng không anh em? Đúng luôn này. Mà tôi làm sao tôi có thể qua được bên kia? Rồi luôn. Cái này xem nào. À, mình làm tạc răng được không? Cái gì vậy bạn ơi? Không được, không làm tạc răng được luôn anh em ạ. Trời ơi, thế này làm sao để qua được bên kia? Rồi, tôi xem nào. Tôi xem cái này có thùng này di chuyển không? À, thùng xanh này di chuyển này. Ok, thùng xanh này di chuyển. Bảo sao? Tôi không nhận ra luôn cái thùng xanh di chuyển. Nó di chuyển một cách ảo ma Canada thật sự luôn ạ. Thùng vàng cũng di chuyển này. Ba thùng ngoài này là di chuyển. Ok, tôi lại sắp thoát ra khỏi đây rồi. Tôi sắp đi bằng một cái con đường mới. Một con đường ống thông gió. Rồi, đợi tí anh em ơi. Chỗ này phải bình tĩnh thôi là nhảy qua được. Không lên căng co một tí nào cả anh em ạ. Ôi, ông thông gió này nó hút gió hay sao ấy, hút người hay sao ấy. Vừa vào cái chạy vùng vù luôn. Ok, không sao hết. Rồi luôn. Hãy trưởng, thế là tôi thoát lên đám mây hả? What? Ông thông gió này thông phát ra đám mây. Thà luôn, nhà Cát Láp nhìn bé bé như thế này thôi nha. Nhìn hoang sơ hữu tình như thế này thôi nha. Mở rộng ra ngoài con ngàn. Chứa tất 7 người và tôi đã đến với cái chỗ của bạn Kicken rồi. Lẽ mình không được đến, tại vì có một cái tấm chắn nào đó. Bây giờ mình đến chỗ của bạn Kicken rồi. Rồi, thế là hoàn thành cái nhiệm vụ ngày hôm nay. Hoàn thành cái thử thách ngày hôm nay. Đó chính là khám phá nhà của Cát Láp. Và tôi cũng đã vượt qua hết các thử thách mà Cát Láp đưa ra trong nhà rồi. Anh em thấy tôi đẳng cấp không? Quá là đơn giản luôn. Đối với cái trình độ của tôi nha, tôi không sợ cái gì cả. Và anh em thấy tôi chơi game hay thì anh em hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha.